先就攞多少个股一个，我咪系又冇叫乜做啊？喺做啊？原来依家嗰啲咪左边啫，左我左好紧你个，今日左晒。我先点得啦，忙晒呀，乖。我拿不住了，你拿你那啥土鳖？你那都是关于给买香吗？那现在啥土鳖啊？不怎么知道。我是真的拽，后面我是拿我真有小米咯，我真的大会啊。我是温哥说你拉安他妈的叫宝宝。我是拿温哥喊没出过路啊，你拉安他妈，安他妈妈。现在我是为孟刚，真的不要尊重。如果往帅啊，等级của võ sư chỉ có ở cường nguyễn thái cực kiếm của phái nga mi. Như tôi đã nói là anh đã học môn múa kiếm của phái nga mi, học của chu chỉ nhược. Còn môn túy quyền là anh học của thái ất chân nhân.Thấy chân nhân ở trên đỉnh núi Võ Đang. Rất là đẳng cấp. Rất là đẳng cấp của anh cố tình làm cho nó ý để tạo sự chú ý của khán giả. Cú vòng xoay kiếm tí vào đầu các em. Rất là đẳng cấp cho một võ sư. Với cái xẻo của anhhàng độc chỉ có mặt tại phố chợ Bờ Đồ Hợp Lý Lý Nhân Hà Nam. Rất là siêu quần môn võ thuật của anh, đẳng cấp chỉ có 102, đó chính là võ sư Cương Nguyễn chúng ta. Rất thông minhAnh là truyền nhân của các võ thuật nổi tiếng thế giới Lý Tiểu Long cách đây 40 năm. Là anh em của nhà võ thuật nổi tiếng Lý Liêm Kiệt và là cháu của Thành Long. Và là anh của Giang, con nhà bố Giảng. Mấy được. Đẳng cấp của anh.Chỉ có mặt tại phố chợ Bò Lồ. Phố chợ Bò Lồ chúng ta. Đẳng cấp chỉ có tại Cương Nguyễn. Không quay ra đi. Quay bán đồ. Chứ ngồi đây rồi anh được nhá. Ngồi đãKia rồi. À, mở chân đây. Ra mà bảo là thấy cực kỳ kiểu quê đi. Đi. Ở cái gì anh Hùng? Thật mày bảo đi. Ừ, nhọc. Anh bảo đi. Anh bảo đi. Để to đi. Em đang anh HùngMẹ điên. Xin chúc mừng võ sư Cường Nguyễn chúng ta. Ui. Các bạn làm fan ủng hộ cho chàng vỗ tay đi. Ngồi đấy chỉ có hiệu bồng bồng.Đi kiếm dễ dùng